Nhà tôn dùng làm nơi nấu rượu bị thiêu rụi sau vụ cháy ở Bình Tân Vụ phó hiệu trưởng bị đánh ghen, mức án người vợ có thể đối diện Khởi tố chính bị can liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu quốc hội với bà Hoàng thị Thúy Lan Xe tải tông xe máy, cháu bé 5 tuổi thoát chết kỳ diệu. Ngày 8 tháng 3, đội cảnh sát giao thông công an huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến hai mẹ con đi xe máy bị văng xuống đường. Vụ tai nạn khiến người mẹ bị thương, còn cháu bé thoát nạn một cách kỳ diệu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 8 tháng 3, Tài xế Nguyễn Đình Thắng, 33 tuổi, ngụ huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng huyện Buôn Đôn đi xã Ya Quê. Khi xe tải chạy đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 29 với tuyến đường liên xã Ya Kiết, đoạn qua thôn 5, xã Ya Kiết, huyện Cư Mờ Ga thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Nghĩa, 45 tuổi, trú tại xã Ya Kiết, điều khiển chở theo con gái tên Lan, 5 tuổi, lưu thông cùng chiều đang cho xe rẽ trái về thôn 2, xã Gia Kiết. Cú va chạm mạnh khiến chị Nghĩa bị thương phải nhập viện cấp cứu, còn cháu Lan bị tông văng về phía trước đầu xe tải nhưng không bị thương. Cháu Lan sau đó đứng dậy khóc xin mọi người cứu mẹ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị tông hư hỏng nằm dưới gầm xe tải. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nhà tôn dùng làm nơi nấu rượu bị thiêu rụi sau vụ cháy ở Bình Tân. Ngày 8 tháng 3, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ cháy nhà tạm trên đường Chiến Lược, phường Tân Tạo. Đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống trên đường Chiến Lược phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà tạm trong hẻm 475 nên hô hoáng. Nhiều người huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế đám cháy nhưng bất thành. Do gặp các vật liệu dễ cháy như củi gỗ khô nên khói lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng. Lo sợ cháy lan, một số nhà dân liền kề vội di dời đồ đạc, giấy tờ ra khỏi khu vực an toàn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân đã điều động nhiều phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ căn nhà đổ sập. Theo người dân, căn nhà được dựng tạm bỡ bằng cây và tôn để dùng làm nơi nấu rượu. Vụ cháy khiến một căn nhà gần đó bị ảnh hưởng, may mắn không có ai bị thương. Vụ phó hiệu trưởng bị đánh ghen, mức án người vợ có thể đối diện. Như đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Thúy, 35 tuổi, quê thị xã Đông Hòa để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Bà Thúy là nghi phạm đã dùng dao tấn công gây thương tích cho chồng là ông Phạm Ngọc Hưng, 38 tuổi, phó hiệu trưởng một trường tiểu học và bà Lê Thị Thúy Nguyên, 38 tuổi cùng quê thị xã Đông Hòa, nguyên nhân do bà này nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính với bà Quyên. Luật sư Nguyễn Hương Quê, đoàn luật sư Phú Yên cho biết, tội cố ý gây thương tích có thể bị phạt từ 2 đến 6 năm tù. Cũng theo luật sư Quê, quá trình điều tra, truy tố và xét xử sẽ xác định hành vi phạm tội này có đến mức bị kích động mạnh hay không. Ở đây có thể thấy bà Thúy phát hiện chồng mình đi ra từ phòng khách sạn, có một người phụ nữ bên trong. Nếu có, tội danh tình tiết giảm nhẹ có thể sẽ thay đổi. Bên cạnh đó, bà Thúy sẽ được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác có thành tích xuất sắc. Nếu rơi vào trường hợp này, chắc hẳn ai cũng sẽ tức giận, không bình tĩnh và có những suy nghĩ kích động, nhưng chúng ta phải suy nghĩ kỹ để tìm hướng giải quyết tốt nhất và đúng pháp luật, tránh trường hợp vi phạm pháp luật mất công ăn việc làm, dính vào lao lý. Luật sư quê chia sẻ Khởi tố chính bị can liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16 ngày 26 tháng 2 năm 2024. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 7 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với chính bị can gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 bộ luật hình sự. Ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Nguyên trưởng Phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ Luật Hình sự. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi quy định tại khoản 3 điều 366 bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Công bố cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 8 tháng 3 công bố cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Kỳ thi gồm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh được chọn hai trong các môn của chương trình giáo dục phổ thông gồm hóa học, vật lý, sinh học, ngữ văn, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ, Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung Hàn. Đề thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận gồm hai phần là đọc hiểu 4 điểm và viết 6 điểm thí sinh làm bài trong 120 phút. Với các môn còn lại, hình thức thi là trắc nghiệm với 3 phần, số lượng câu hỏi từng phần của các môn khác nhau. Năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới thi tốt nghiệp. Hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức với 6 môn gồm toán văn ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, lý hóa sinh hoặc khoa học xã hội, sử địa, giáo dục công dân. Như vậy, số môn thi từ năm 2025 giảm 2 và số buổi thi giảm 1. Về phương thức xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, Bộ cho biết sẽ kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp. Ngoài ra kỳ thi giữ ổn định hình thức thi trên giấy đến năm 2030. Sau năm 2030 sẽ thí điểm thi trên máy tính với các môn trắc nghiệm. Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Chiều 8 tháng 3, thông tin từ Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bộ Công an ngày 8 tháng 3 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Bà Lan đã bị bắt liên quan vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà là thạc sĩ luật. Quá trình công tác, bà Lan trải qua nhiều vị trí từ giáo viên trung học cơ sở, tránh văn phòng Ủy ban kinh tế tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Vĩnh Phúc, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015. Bà Lan được bổ nhiệm vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 2 năm 2015, bà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đưa vợ đi liên hoan 8 tháng 3 về dính cồn, nam tài xế đổi lái cho vợ. Tối 8 tháng 3, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội ra quân xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn tại khu vực ngã tư Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch. Lúc 21 giờ 11 phút Cán bộ tổ công tác sử dụng bộ đàm thông báo có một trường hợp điều khiển xe máy nghi sử dụng rượu bia nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên khi phát hiện cảnh sát giao thông từ xa, người đàn ông điều khiển xe máy đã dừng xe, đổi lái cho người phụ nữ phía sau. Khi bị cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu thổi nồng độ cồn, nam tài xế nhất quyết không chấp hành và nói rằng bản thân không phải là người điều khiển xe máy mà là vợ của anh này. Đại diện tổ công tác sau đó đã tiến hành giải thích cho nam tài xế nêu trên rằng Lực lượng chức năng đã phát hiện người đàn ông có hành vi đổi lái cho vợ mình từ điểm chốt phía trên đường Nguyễn Cơ Thạch. Tuy nhiên sau khoảng 10 phút đồng hồ, nam tài xế nêu trên vẫn nhất quyết không chịu thổi nồng độ cồn. Người này cũng thừa nhận rằng bản thân hôm nay cùng vợ đi liên hoan 8 tháng 3 về, nhưng do đã uống rượu nên anh ta để vợ mình điều khiển xe máy. Sau 3 lần thông báo nhưng người đàn ông vẫn không chấp hành, tổ công tác đã đưa người và phương tiện vào chốt để làm việc. Sau khoảng 20 phút, người đàn ông nêu trên đã chấp hành thổi nồng độ cồn. Danh tính người này được làm rõ là anh Lê Công Vinh, sinh năm 1987, quê Lạng Sơn. Anh Vinh vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,297mg trên 1 lít khí thở. Đại úy Trương Văn Hòa, tổ trưởng tổ công tác cho biết, với vi phạm này, anh Vinh sẽ bị xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc. Tiếp tục đưa hơn 188.000 biển số lên sàn đấu giá. Tối ngày 8 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số ô tô phiên thứ ba. Theo đó, số lượng biển số ô tô được đưa ra đấu giá tại phiên thứ ba là 188.399 biển số thuộc giải số của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Hà Nội có số lượng nhiều nhất là 27.300 biển, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh với 17.970 biển. Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Thời gian niêm yết kế hoạch của phiên đấu giá thứ ba từ ngày 11 tháng 3 và kéo dài trong một tháng. Ngoài ra, các biển số được đấu giá trong phiên thứ hai, nhưng khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính cũng sẽ được đưa ra đấu giá trong những ngày tới. Dự kiến đơn vị đấu giá sẽ thay đổi một số quy chế đấu giá, trong đó tập trung vào việc ngăn ngừa một số tài khoản sử dụng phần mềm trả giá liên tục để tạo lợi thế trong thời gian ngắn dưới một giây. Theo quy chế, giá khởi điểm của một biển số là 40 triệu đồng, mỗi bước giá là 5 triệu đồng. Người tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng cho mỗi biển số muốn tham gia và 100.000 đồng phí hồ sơ. Đại diện của cảnh sát giao thông cho hay đã có hơn 15.500 biển số đấu giá thành công với số tiền thu được là trên 1.500 tỷ đồng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.